nghe nhạc hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì ba em bé ở lại với trường quay và cùng nhau vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi có đáp án có sẵn, các bé sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với bố hoặc mẹ. Và một câu là câu hỏi mở, các bé sẽ ghi được đến 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với phụ huynh của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên. Cô Quỳnh Hương muốn bắt đầu câu đầu tiên với bạn Quỳnh Nhi. Quỳnh Nhi ơi, ba mẹ con đi làm cả ngày hay sao? Dạ, ba mẹ con làm cả ngày luôn cô. Vậy hả? Như vậy thường thường con ở nhà với ai? Với bà nội, ông nội, chị. À, con cảm thấy ở nhà như vậy có vui không? Dạ không. Không hả? Vậy con có đợi ba mẹ về không? Dạ có. Như vậy thì chị Xuân Nghi sẽ có một câu hỏi rất hay dành cho cả ba bạn như thế này nè. Chị Nghi hỏi các em là mỗi chiều khi mà ba mẹ các em đi làm về á, thì các em mong muốn điều gì nhất? Thứ nhất là ba mẹ sẽ mua quà cho em. Thứ hai là ba mẹ sẽ chở em đi chơi. Thứ ba là em không mong muốn gì hết, em chỉ muốn ba mẹ về chơi với em thôi. Em chỉ muốn ba mẹ về chơi với em thôi. À, cảm ơn con rất là nhiều. Bởi vì cả ngày con không có ba mẹ cho nên buổi chiều có ba mẹ thật là vui ha con ha. Cảm ơn Quỳnh Nhi. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Bảo Quân nào. Còn con thì nghĩ như thế nào con gái? Dạ cô, con chọn đáp án số 3. Đó là? Con không mong ước gì hết, con muốn mẹ con chơi, về chơi với con. Vậy hả? Mà cô Quỳnh Hương nghĩ mẹ đang ở nhà với con chứ? Tại vì hình như mẹ là thiết kế thời trang, mẹ có tiệm may ở nhà phải không? Dạ. Vậy thì mẹ ở nhà suốt ngày với con rồi, phải không? Đúng không? Hay là mẹ cũng đi làm ở một nơi khác? Dạ, mẹ đi làm một nơi khác. À, hèn chi con cũng trông mẹ về đúng không nè? Cảm ơn con Quân. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Thu Ngân. Còn con thì sao? Dạ cô, con chọn đáp án số 3. Đó là? Là chờ ba mẹ về, con không muốn gì hết. Không muốn gì hết, con chỉ chờ ba mẹ về thôi. Nhưng mà ba mẹ có thường được ở nhà với con không? Dạ có. Vậy thì vui quá rồi, còn gì nữa hả Ngân ha? Cảm ơn con. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Bảo Quân. Bảo Quân ơi, riêng cái câu hỏi này cô Quỳnh Hương muốn con phải cười thiệt là to, bởi vì phải khoe cái hàm răng của con ra cho mọi người thấy một chút xíu. Rồi, cô Quỳnh Hương thấy hàm răng của con á, tuy rằng là có cái lớn cái nhỏ là đang trong giai đoạn thay răng, nhưng mà rất là sạch sẽ và rất là đáng yêu. Như vậy, câu hỏi của cô Quỳnh Hương như sau. Con đã biết đánh răng từ hồi mấy tuổi? Dạ cô, con đã biết đánh răng từ hồi 4 tuổi. 4 tuổi mà con biết đánh răng sao? Dạ. Con đánh răng bằng cái bàn chải của nhỏ với kem đánh răng của trẻ con, hay là con được dùng thẳng của người lớn luôn? Dạ, con dùng của nhỏ. Cái dạ. Kem đánh răng ngọt ngọt đúng không? Dạ. Cảm ơn con Bảo Quân. Chúng ta hãy cùng đến với lại bé Thu Ngân nào. Còn con thì như thế nào, con có nhớ không? Dạ không. À, vậy hả? Vậy thì bây giờ câu hỏi của cô là con biết tự đánh răng hồi mấy tuổi thì con sẽ trả lời như thế nào? Đây là một câu hỏi mở, con có quyền trả lời là con không nhớ, hoặc là con có thể nói một cái độ tuổi nào đó. Con biết đánh răng hồi 4 tuổi. Cũng là 4 tuổi luôn. Cảm ơn con. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe ý kiến của bạn Quỳnh Nhi nha. Quỳnh Nhi. Dạ. Con thì biết đánh răng từ hồi mấy tuổi? Thưa cô, con biết đánh răng từ hồi 4 tuổi. Cũng 4 tuổi luôn á hả? Ba bạn có hẹn nhau không vậy? Bây giờ ba bạn 7 tuổi mà đều biết đánh răng từ hồi 4 tuổi. Mà ai dạy đánh răng cho con? Mẹ con. À, mẹ con dạy con đánh răng. Cảm ơn con. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi thứ 3 được bắt đầu từ bạn Thu Ngân. Câu này được thể hiện dưới dàn hình vẽ và chị Nghi sẽ đọc câu hỏi cho các em nha. Khi mà ba mẹ đưa em đến hiệu sách thì em thích đến quầy nào nhất? Thứ nhất là quầy sách dành cho trẻ em, thứ hai là quầy đồ chơi và thứ ba là quầy văn phòng phẩm. Dạ thưa cô, con thích vào nhà sách trẻ em. À, có nghĩa là quầy sách dành cho trẻ em. Thế con thích đọc truyện lắm à? Dạ. Thế con thích đọc truyện gì nhất? Con thích đọc truyện Thần Đồng Đất Việt. Thần Đồng Đất Việt. À, con đọc, con học được cái gì ở trong Thần Đồng Đất Việt? Con có nhân vật gì trong đó? Dạ Trắng Tí. Với ai nữa? Tế Sụ. Ừ. Mà các bạn đó cũng thông minh lắm đúng không nè? Cảm ơn con Thu Ngân. Chúng ta cùng đến với ý kiến của bạn Quỳnh Nhi. Quỳnh Nhi, còn con thì thích đi đâu? Con chọn câu số 3. Đó là?
Quầy anh. Quầy để mua sách bút mực hả con? Dạ. À, thế con không thích quầy đồ chơi à? Dạ không. Vậy hả? Ở nhà con có nhiều đồ chơi không? Dạ không. Không. Rồi, cảm ơn con. Chúng ta lắng nghe ý kiến của bạn Bảo Quân. Con thì sao? Con sẽ thích quầy nào hơn? Dạ cô, con thích quầy số 3. Quầy số 3, để trong đó con có thể mua được cái gì nè? Dạ con sẽ mua được bút mực, gom, thước, bút chì. Nhưng mà một năm mình chỉ mua một lần thôi. Còn mình đi siêu thị mình đi hoài à. Không lẽ lần nào vô đó mình cũng đi mua bút mực, rồi gom, thước hay sao? Con vẫn thích đi vô đó à? Dạ. Rồi, cảm ơn con rất là nhiều. Chúng ta hãy cùng nhau chào đón ba người mẹ trở lại với trường quay nào. Câu hỏi đầu tiên xin được bắt đầu từ mẹ Thúy Phương ạ. Bây giờ chị hãy nhớ lại xem rằng là mỗi chiều thì khi mà ba mẹ đi làm về đó thì bé sẽ mong muốn được điều gì nhất ở ba mẹ. Cái nhất á là cũng không mong muốn gì cả, chỉ là ba mẹ về với bé thôi. Thứ hai là ba mẹ sẽ mua cho bé một món quà. Và thứ ba là ba mẹ sẽ chở bé đi chơi. Mời chị. Dạ cháu sẽ nói là mong một món quà. Vậy hả chị? Thường thường thì ba mẹ về thì mua cái gì cho bé ạ? Dạ ví dụ như mua một cái gì đó. Ví dụ như là cái gì ạ? Một cái gì đó là cái ví dụ gì? Như là mà cháu thích ăn bánh á chị. Đúng rồi. Dạ. Trẻ con mà bạn nào mà chẳng thích quà đúng không? Cho nên là hồi nãy cô Quỳnh Hương cũng nghi là con nói con thích quà lắm mà con lại không chịu nói vậy. Con nói không có mong gì hết á, chỉ đợi ba mẹ về thôi. Cho nên chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này. Xin được mời mẹ Yến Loan ạ. Theo tôi nghĩ thì cháu chắc là thích muốn ba mẹ chở bé đi chơi. À thế ạ, thế thường thường là mình về thì ba mẹ chở cháu đi chơi ở đâu ạ? Thì nhiều khi hay chở đi siêu thị hoặc là đi về ông bà nội là con chú chơi vậy đó. Con trai Quỳnh Hương cũng rất là mong được ba mẹ chở đi chơi. Cái điều đó rất là phổ biến ở các trẻ con. Tuy nhiên là bạn Bảo Quân hồi nãy bạn cũng cố gắng bạn tỏ ra người lớn lắm. Cho nên bạn nói là cũng không mong gì hết, chỉ mong ba mẹ về thôi. Cho nên cũng chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này. Xin được mời mẹ Thu Hồng. Bé cũng mong là ba về nhưng mà là chắc là mong được ba chở đi chơi ạ. Thế à? Thế còn chị thì ở nhà với cháu suốt ngày hả chị? Dạ ở nhà may đồ. À tiệm may ở trong nhà luôn chứ dạ, gì? Dạ tiệm may trong nhà. Dạ. Cái cũng được mong được cha chở đi chơi. Dạ. Thường thường cha có hay chở em đi chơi không ạ? Cha cũng ít rảnh lắm, lâu lâu mới chở đi một lần. Do đó bé mong được chở đi chơi ạ. Cho nên hãy nghe tuyên bố sau đây từ Quỳnh Hương rằng là ba em bé hôm nay đều tỏ ra người lớn hơn là ba người mẹ tưởng tượng. Cả ba bạn đều nói con không mong ước gì hết, con không muốn quà, con cũng không muốn được đi chơi, con chỉ mong ba mẹ về với con thôi. Cho nên đến mẹ Thu Hồng cũng chưa ghi được 50 điểm luôn. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ mẹ Yến Loan. À, bây giờ thì rõ ràng các cháu 7 tuổi rồi thì cái chuyện các cháu tự đánh răng là điều dễ hiểu. Nhưng chị hãy nhớ lại xem là cháu đã bắt đầu biết tự đánh răng là từ khi nào? Xin mời mẹ. Dạ cháu biết tự đánh răng từ khi khoảng cháu 3 tuổi. 3 tuổi ha. Như vậy thì có thể con đã biết đánh răng từ hồi 3 tuổi mà con không nhớ. Tới 4 tuổi thì con đủ lớn để con phát hiện ra à con đã biết tự đánh răng rồi. Cho nên chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này luôn. Xin được mời mẹ Thu Hồng. Bé Thu Ngân thì chắc là không biết bé nhớ hay không, nhưng mà theo tôi thì bé đã biết đánh răng từ lúc 3 tuổi. Bé nãy bé nói 4 tuổi và cũng chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này luôn. Bây giờ sẽ là lúc mẹ Thúy Phượng bắt đầu suy nghĩ đây. Mời mẹ. Em nhớ không lầm á là cháu biết đánh răng từ lúc 4 tuổi à. 4 tuổi và 100 điểm trên cho gia đình của con. Chúc mừng. Chúng ta cần câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này được bắt đầu từ mẹ Thu Hồng. Bây giờ chị phải nhớ rõ nha, tại vì cái chuyện này nó rất là quan trọng. Một khi mà ba mẹ đưa bé đến hiệu sách á thì bé sẽ thích đến quầy nào hơn? Trong quầy sách thì dĩ nhiên nó có nhiều cái khu ha. Yeah. Vậy thì thứ nhất là cháu sẽ thích đến với quầy đồ chơi. Thứ hai là cháu sẽ thích đến với quầy văn phòng phẩm mà có bán bút mực, thước, gôm rồi đó ha. Thứ ba
Theo tôi thì bé sẽ tới để ngồi tô tranh cát ạ. Nhưng nó không nằm trong đây. À, cái đó là nó có tính là khu đồ chơi không? Dạ, tính là khu đồ chơi. Vậy hả chị? Dạ. À, như vậy thì là cháu chị sẽ chọn là khu đồ chơi. Khu đồ chơi, tức là bé nó ngồi để tô tranh cát. Chị có biết là cháu thích tranh thần đồng đất Việt không? Dạ biết ạ. Ở trong đó có trạng tí rồi đó. Dạ, cho biết. Nên cháu nói con sẽ thích đi vô khu truyện tranh và chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này luôn. Xin được mời mẹ Thúy Phương. Thường ghi là vào nhà sách hay vào siêu thị cho hay đến lựa sách đó ạ. Dạ. Ngay chỗ tập vở đó cô, bút viết, văn bây phòng. Giờ sách hay là tập vở? Dạ. Tại vì sách đó là truyện tranh, còn tập vở bút viết là văn phòng phẩm. Dạ vâng, ngay chỗ mà bút viết à. Cháu khoái mấy cái đồ chuốt à. 50 điểm dành cho gia đình của con, chúc mừng con. Chúng ta lắng nghe ý kiến của mẹ Yến Lan nè. Chị Kinh Hương, nếu như mà cháu đi nhà sách thì chắc có lẽ cháu sẽ tới cái dạy truyện tranh. Dạ. Yeah. À, cái cháu ở nhà mình cũng là một bạn rất là yêu thích truyện tranh chứ ạ. À? Dạ, thì cháu cũng thích. Thực ra Quỳnh Hương rất là thông cảm với chị, tại vì con nít nó thích đủ thứ hết á. Nó vừa thích truyện tranh, nó vừa thích tô tranh cát, nó vừa thích ba cái bô là bút mực gôm vân vân. Thì cái chuyện mà nó có thể chọn một trong ba là chuyện bình thường. Riêng trong trường hợp của mình, cháu đã chọn là văn phòng phẩm, cho nên là cũng chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này. Kết thúc vòng chơi đầu tiên, chúng ta sẽ nghe bé Xuân Nghi công bố số điểm của cả ba gia đình nào. Kết thúc vòng thi thứ nhất, gia đình bé Bảo Quân chưa ghi được điểm nào. Gia đình bé Thu Ngân chưa ghi được điểm nào. Và gia đình bé Quỳnh Nhi ghi được 150 điểm. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi thứ hai. Cái vòng chơi này thì đến lượt các em bé đã được vào trong thư giãn với chị Xuân Nghi cùng xem truyện tranh và nghe nhạc, hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì ba người mẹ ở lại với trường quay cùng nhau vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi mở, mỗi câu mẹ sẽ ghi được 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con. Và một câu duy nhất có đáp án có sẵn, mẹ sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con của mình. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé. Theo chị thì bé có phải là một em bé đẹp không? Có dạ không ạ. Không hả? Quỳnh Hương nghĩ là con mẹ thì chẳng thấy con mình đẹp. Con mình xấu cỡ nào mình vẫn thấy con mình đẹp như thường, đúng không ạ? Cái quan trọng là bây giờ là câu hỏi chính. Bé sẽ thích nhất cái điểm gì ở trên gương mặt của bé? Theo tôi nghĩ là cháu sẽ nói là cái lỗ mũi ạ. Vì sao cháu sẽ thích cái lỗ mũi nhất? À, dạ tại vì ở nhà thường hay bảo cháu là cái lỗ mũi giống ông nội nhất ạ. À, dạ, cho nên cháu sẽ rất thích cái lỗ mũi của mình. Dạ. Cảm ơn chị. Mời mẹ Yến Loan ạ. Dạ thưa chị, chắc là tôi nghĩ là cháu nó thích cái miệng hơn. Thích cái miệng? Vì sao lại cháu lại rất thích cái miệng của cháu ạ? À? Thì vì bình thường thì cũng không có nghĩ là nó thích gì, nhưng mà nghĩ là chắc là nó thích cái miệng. Đây là một dạng câu hỏi có lẽ là mẹ và con chưa bao giờ hỏi nhau, đúng không ạ? À? Chưa bao giờ. Xin được mời mẹ Thu Hồng. Thì tôi nghĩ chắc là bé nói là bé sẽ thích cái miệng của bé ạ. Cái miệng của bé có gì đặc biệt để cho bé phải rất là thích à? Thì bé hay cười thôi ạ. Bé hay cười. Ghi nhận, bé rất là tươi. Cảm ơn chị. Câu thứ hai sẽ bắt đầu từ mẹ Yến Loan. Nếu như mà bé muốn đánh thức ba dậy, tức là ba đang ngủ, thì theo cá tính của bé thì bé sẽ có khuynh hướng là bé sẽ làm gì? Thứ nhất là bé sẽ gọi to ba ơi để cho ba thức dậy. Thứ hai là bé sẽ nhờ mẹ đánh thức ba dậy. Và thứ ba là bé lay lay người ba để ba thức dậy. Dạ, thưa chị Quỳnh Hương, tôi nghĩ là bé lay lay người ba để ba thức dậy. Bé sẽ lay để cho ba thức dậy. Cảm ơn chị. Mời mẹ Thu Hồng. Dạ, tôi nghĩ là bé lại lay lay cho ba thức dậy. Cảm ơn chị. Mời mẹ Thúy Phương. Dạ, theo tôi nghĩ là cháu sẽ lay lay ạ. Lay lay là lay cho bố dậy, ba dậy. Cảm ơn. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba. Câu này dễ mà khó. Khó mà dễ. Tại vì sẽ có rất nhiều những món ăn mà cả nhà chúng ta hay ăn. Cái vấn đề là các chị sẽ phải suy nghĩ giùm cho Quỳnh Hương là món nào cả nhà mình hay ăn nhất. Mời mẹ Thu Hồng bắt đầu. Sườn ram và canh chua rau muống ạ. Sườn ram và canh chua rau muống, mình chọn một đi ạ. Một thôi.
mình không được chọn hai. Món sườn ram ạ. Món sườn ram, nghe đói bụng quá. Cảm ơn chị Thu Hồng, xin được mời mẹ Thúy Phương. Dạ, cháu nhà hay ăn là món bò kho ạ. Bò kho, cảm ơn chị. Mời mẹ Yến Loan. Dạ, ở nhà cháu hay ăn là món bún bò Huế ạ. Bún bò Huế, tại vì mẹ là người Huế đúng không ạ? Cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đón ba em bé trở lại với trường quay. Cô Quỳnh Hương muốn hỏi bạn Quỳnh Nhi là con có hay soi gương không? Dạ có. Như vậy thì cái gương của con để ở đâu? Ở trong phòng ngủ. Như vậy thì mỗi lúc các con soi gương thì các con thấy gương mặt của mình phải không nè? Như vậy là con biết hết những cái chi tiết trên gương mặt con rồi. Cô Quỳnh Hương muốn hỏi con là trên gương mặt con sẽ thích cái gì nhất? Cái mặt của con. Con thích nhất là cái gương mặt của con. Vì sao con thích nhất là gương mặt của con? Tại vì nó đẹp. Tại vì nó đẹp, đúng rồi. Cô Quỳnh Hương còn thấy đẹp nữa mà. Nhưng mà mẹ lại tưởng là con thích nhất cái mũi con gì giống ông nội. Cho nên chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Chúng ta hãy cùng đến với bạn Bảo Quân. Theo con thì trên gương mặt con cái gì là con thích nhất? Theo cô cái mắt. Vậy hả? Mắt có gì đặc biệt? Dạ, lông mi. À, cô Quỳnh Hương nhắm mắt lại, cô Quỳnh Hương coi. Đúng rồi, lông mi vừa dài vừa cong. Cô Quỳnh Hương ước ao có một đôi lông mi như vậy. Hồi nãy mẹ không biết luôn á. Mẹ tưởng là cái miệng con mới là điều mà con thích nhất. Miệng cũng đẹp nữa, ghi nhận luôn. Cho nên hai món đều đẹp. Nhưng đổi lại thì chưa có ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Chúng ta hãy cùng đến với bạn Thu Ngân. Con nghĩ như thế nào con gái? Dạ thưa con thích khuôn mặt của con. Gương mặt con với cái miệng con thích nào hơn? Con thích gương mặt. À đúng. Cô Quỳnh Hương thấy con hay á, con không đổi ý đúng không? Dạ. Ừ, hồi nãy mẹ tưởng là con sẽ thích cái miệng hơn tại vì hay cười. Cô Quỳnh Hương thấy trên mặt con gì cũng đẹp á, mũi cũng đẹp, mắt cũng đẹp, miệng cũng đẹp, gương mặt cũng đẹp. Tại vì nhiều đồ đẹp quá mẹ không biết cái chọn cái nào á, cho nên là chưa có ghi được điểm cho câu hỏi này. Cố lên, không sao, mình còn hai câu hỏi nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo, bắt đầu từ bạn Bảo Quân. Bảo Quân ơi, ba mình ngủ ha. Bây giờ mình muốn đánh thức ba dậy thì mình sẽ làm như thế nào nha? Thứ nhất là con đến con lay 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 người cho ba dậy. Thứ hai là con sẽ gọi ba ơi, gọi to 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 lên để cho ba thức dậy. Thứ ba là con sẽ nói mẹ nhờ mẹ đánh thức ba dậy. Con sẽ chọn gì? Dạ thưa cô, con chọn đáp án thứ hai. Đó là? Dạ kêu ba dậy. Con kêu ba dậy có nghĩa là con không có đến gần ba mà con đứng con gọi ba dậy hả? Dạ. Nãy mẹ tưởng là con đến con lay ba dậy cho nên cũng chưa ghi được điểm luôn. Bạn Thu Ngân, con thì thấy thế nào? Dạ thưa con lay ba dậy. Con đến con lay ba dậy hả? Con có biết câu trả lời của con nó quý giá đến chừng nào không? Dạ không. 50 điểm dành cho gia đình của con, chúc mừng con. Chúng ta hãy đến với câu hỏi này với trả lời của bạn Quỳnh Nhi. Con lay ba dậy. Vậy hả? Con có thường hay làm vậy không? Dạ có. Chúc mừng con, 50 điểm dành cho gia đình của con. Chúng ta đến với câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Thu Ngân. Con hãy ráng con nhớ lại xem là cái món ruột mà nhà mình hay ăn nhất là món gì. Món ruột không phải là cái món là ruột, mà là cái món mà nhà con thích nhất, nhà con rất là hay ăn. Hiểu không? Đó là món gì? Dạ thưa con, sườn ram. 100 điểm dành cho gia đình của con, chúc mừng con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Quỳnh Nhi. Nhà con hay ăn món gì nhất? Con thích nhất là món canh chua. Canh chua sao? Nó chua. Nó chua hả? Mà canh chua có gì trong đó? Nó có cà chua. Rồi gì nữa? Nó có thơm. Đúng rồi, có gì nữa? Có đậu que. Ủa, lần đầu tiên cô Quỳnh Hương thấy trong canh chua có đậu que luôn á. Lúc nãy giờ con kể vòng vòng gì đâu mà rau củ không, chưa có nghe nhân gì hết. Là nấu với gì con? Nấu với cá hay là nấu với thịt hay là nấu với tôm? Cá. Nấu với cá, con thích ăn cá không? Tốt, ăn cá rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta nha. Nhưng hồi nãy mẹ chưa có nói ra được món đó. Mẹ không có nhớ con thích món canh chua. Chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Còn con ơi, con gái ở nhà mình thì thích ăn món gì nhất?
Dạ cô, nhà con thường hay ăn món bún bò Huế nhất. 100 điểm dành cho gia đình của con, chúc mừng con. Kết thúc cả hai vòng chơi, chúng ta sẽ nghe bé Xuân Nghi công bố số điểm của cả ba gia đình nào. Kết thúc cả hai vòng thi, gia đình bé Bảo Quân ghi được 100 điểm. Gia đình bé Thu Ngân ghi được 150 điểm. Như vậy cả hai gia đình sẽ rời khỏi cuộc chơi và mỗi gia đình sẽ nhận được 1.500.000 đồng tiền thưởng. Riêng gia đình bé Quỳnh Nhi ghi được 200 điểm sẽ nhận được 2.000.000 đồng tiền thưởng và bước vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng gia đình em. Mỗi gia đình khi đến đây chơi ngày hôm nay sẽ nhận được một giỏ quà từ phía nhãn hàng Ichi Ngon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngoài ra, chú heo dễ thương tên là Ichi Ngon này cũng sẽ theo chân các bạn nhỏ về nhà. Cảm ơn cả ba gia đình đã đến đây chơi ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi đặc biệt. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là vật dụng của các bé gái. Trong vòng 30 giây thì hai mẹ con của bé sẽ phải chọn những cái vật dụng nào mà bé thích hơn để ở ô số 1, số 2 và số 3. Còn những vật dụng mà em không thích bằng thì em có thể để ở ô số 4 và số 5. Và trong khi em xếp xong tất cả các ô thì em sẽ chạy lên kia và dùng những hành động cử chỉ của mình để nói cho mẹ biết, mẹ kịp thời chỉnh sửa các cái ô sai kia. Nha, yeah. Như vậy thì cứ mỗi một ô giống nhau, hai mẹ con ghi được 500.000 đồng tiền thưởng. Hai ô hình giống nhau 1.000.000 đồng. Ba ô hình giống nhau 1.500.000 đồng. Bốn ô hình giống nhau đã có nghĩa là toàn bộ các số ô hình đều giống nhau và sẽ ghi được đến 5.000.000 đồng tiền thưởng. Bây giờ thì mẹ sẽ nhận một bảng và em sẽ nhận một bảng. Đi qua bên kia đi mẹ. Xem qua. 1, 2, 3. Bắt đầu. Rồi chạy lại kia. Nhanh. Rồi tiếp. Chạy ra. Tiếp. Tiếp đi con. Dừng. Hết giờ. Cái điều mà bé thích nhất đó chính là một cái điện thoại màu hồng rất là xinh xắn. Điện thoại. Thứ hai là cái cặp mà con đi học mỗi ngày phải không nào? Thứ ba là chiếc tách trà rất xinh xắn mà con có thể dùng trà. Thứ tư là cây lược, cây... Không kịp rồi. Hồi nãy Quỳnh Hương thấy cây lược thì để ở ô số 4 mà chắc là trong lúc đổi qua đổi lại nó bị nhầm phải không? Như vậy thì hai mẹ con đã có thể ghi được 3 ô hình giống nhau. Tổng số tiền ghi nhận được qua trò chơi ngày hôm nay là 3.500.000 đồng. Và chương trình sẽ dành tặng cho em và hai bạn cùng chơi một cái áo có chữ bí mật gia đình rất là dễ thương này nè. Xin mời cả hai gia đình còn lại cùng vào đây và chia sẻ niềm vui với các bạn ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình bí mật gia đình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Ichi Ngon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để dành tiền để mua đồ chơi. Gửi đâu nó nhiều tiền lắm, khoảng mấy trăm ngàn con vẫn dành dụng được phải không? Mình chọn là bếp ga. Vậy chưa, con đã mua được món đồ chơi gì nữa chưa? Dạ, con mua được vài món rồi. Bé sẽ không có nài nỉ mẹ mua. Thế gì mình dùng điện để mình nấu gì vậy? Dùng điện mình nấu nồi cơm. Đúng rồi, 50 điểm.